lâu nay nó là gì? Bằng luôn. Mình được nhất chọn phía trước đây, không mình chọn nhất mặt trời. Không, mặt trời là tiền gấp đôi. Gấp đôi thì có. Đó, hai cái này kìa. Cái lô khác ở nhà kìa. Anh đang đi lấy. Khác nhà kìa. Khác nhà. Không, nếu mà ở thì ở đây đi. Nghĩa là mình đã làm được việc thôi đúng không?